Xin chào tất cả mọi người và chào mừng tất cả mọi người trở lại với Team Fortress 2. Team Fortress 2 hết. Mình chơi với người, mình đây là mình chơi xem một server. Và cái server này có một điều rất đặc biệt là lúc nào nó cũng crit out. That hurts, that bad hurts, out. Bỏ mẹ. No, sentry của em. Bỏ mẹ, sentry bị mất một máu. Có vẻ ít. Fuck you, son of the bitch. Rồi, ok, gun metal, fuck gun metal, mình muốn chơi nhưng mà không được chơi. Refresh history. 9. Mình đã trở lại server này. Nó khá là hay. Full grid is OP. Leo giờ phải lại phải ngồi chờ một lúc rồi. Mong người thân mọi người thông cảm. Well, mình có một điều là sau khi mình làm này, sau khi mình làm video này, mình sẽ chuyển sang làm Crazy Craft. Tại sao không? What? Thanh niên cứng kìa. Thôi, các chú xác định với anh rồi. Anh mà đã chơi con này, các chú không có cơ hội đâu. Chết một chú. Đệt. Không né được. Thanh niên cứng ấy. Thanks, Doc. Doom God. Đẹp. Thằng bé dùng Baby Face Blaster. Mình ghét Baby Face Blaster. Mãi đứt. Ba thanh niên kìa. Ba thanh niên kìa. Triple kill. Triple kill. It's time. Cuối cùng em cũng chết. Fuck lag. Come on. Yay, FPS 50 cái, 50 FPS đã trở lại. Này thì anh đi. Bệt. Ngay trước máu, chết ngay trước cái máu mới sợ chứ. What the fuck? What the fuck am I doing? Có vấn đề gì với ấy với mình nhỉ? What the fuck vấn đề? Well, có vấn đề. Em vừa cả S. Không phải lỗi của em. Airstriker à?
You are tiring my patience. Help me, please. Cái nút cách của mình chắc chắn có vấn đề rồi. Oh, come on, khẩu Enforcer chỉ còn đỡ rồi, được thế nào nữa. Bị nó bắn trúng bằng Enforcer, thôi xác định cuộc đời là chết. This way, Doc. Em chơi kiểu crit chứ gì, sọt gan bắn từ xa. Đùa đấy. Lethal Silver Bot Killer, anh nên cứng nha. Fuck. Meatloaf. Mình có khẩu short stop thì hay. Sniper down. Thanh niên cứng kìa. Độ xanh có khác. Chỉ hơn tận hai người vẫn gọi là thánh. Chú thích à? Anh cũng có đấy. Chú thích à? Anh cũng có đấy. Ờ, được rồi, được rồi. Khẩu shortstop, tại sao tao không có? Cái khẩu mình thích nhất để chơi trò này. Khẩu phải tốt ra. Này thì tao cho mày ăn cút luôn. Vãi cái biển. Oh well, it's time to destroy everything. Cặp đôi sniper huyền thoại. Ô, oh, cặp đôi hoàn hảo, cặp đôi hoàn hảo, cặp đôi hoàn hảo. Tôi chết mẹ mày, chết cả hai. Cặp đôi hoàn hảo đấy. It's time to destroy everything. Rồi cái này đi. Ok đẹp. Nhập khẩu. Nhập dragon. Đéo chơi Spyro, đéo chơi Pyro nữa. Scout time. Ok đẹp. Em đi chơi Scout cơ. Đẹp. Chưa kịp. Doom card. Này thì xoắn với bố. Để thế thì rồi ghét chơi scout khi gặp bọn sniper để cái này mày là đờ mờ. Này thì tao cho mày ăn. Bíp. Em cố ăn máu và sau đó em bị bắn chết lúc đang ăn máu. Đinh. Kill 13, death 18. Tự hào khả năng của mình vãi. Mẹ mày thanh niên cứng kìa.
các chú đuổi đi bỏ mẹ tin chết. How the fuck did he kill me? Well, the charge. He, you would kill it. You was killed by default. Đệt. Cái gì vừa xảy ra vậy? Xem cái này khả năng faster firing speed, number second ready value, go 6 max pipe bomb out, detonate sticky bomb near cross cannon. Fuck lag như beep. Nhỏ đéo tả được luôn. Thôi, cuộc đời em chỉ có thế này thôi. Ping. Nhầm. Đổi. Sticky launcher thôi. Fortunate. Vậy không thấy điều này nhưng mà mình phải bay. Đẹp. Đéo. Mình có cảm giác nút cách của mình có vấn đề. Option keyboard move forward. Đi lại thì bay vẫn thích hơn. Đẹp. Cái what? It's time to fly again. Ok. Okay, what the fuck?
You never hit me, you never hit my tiny head. Một chỗ. Cái này bên cú này bay nè vãi mà mất có một tí máu. Fuck giờ fucking wow. What the fuck? Mình bị lag à? Excessive lag à? Ê... trông thảm vậy. What? Goomba Storm được. Có một thanh niên cứng trong thi. Rocket Launcher. Reverse Suit, Reverse Shooter. Ờ, lag, 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 lag. Đờ mờ thằng. Nào. Ok, hết lag rồi. Đỡ lag rồi đúng hơn. Tự nổ mình như thế có tác dụng phết. Bắn thế mà không trúng, bắn thế mà không trúng. Lag vãi. You never hit me. You never hit my tiny head. My tiny little head. Này thì cuối đau ấy, cuối đau ấy, trông đau ấy. Yay, hết lag rồi. Kiểu đéo. Mình bắn thẳng xuống đất. Thế mà vẫn chết. Bắn thẳng xuống đất để giết nó. Fuck him. The reverse shooter. Yay! I destroyed him. What? Mình vừa bắn Rocket Jam ngu. What the fuck? Thanh niên cứng.
shot. Bắn trúng. Ơ địch. Đơ mờ. Nó làm gì? Mình bắn nó phát 140 máu mà sao nó còn sống nhỉ? God fucking alchemy master. Wow, đừng để ý mình nói gì. Wow, mình vừa chế lại tên của Odette Factory New Civilian vãi cứt. Đồ chỉ những thằng trả 6 đô để đi Gunmetal thì mới được kiếm được đồ này. Ok, cái máy chết tiệt của mình nó vừa mới hết dung lượng. Và không biết bây giờ thì mình nó nát thế nào nhỉ. What the fuck? Được. Các chú, em sẽ chết như một người đàn ông. Em sẽ chết như một người đàn ông. Em sẽ chết như một người đàn ông. Ok, xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp mọi người trong một video lần sau.